Hello chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cái video của mình em ơi. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cùng với anh em bán cá nhá. Ok, có nhiều anh em hỏi mình rằng là cái số vốn mà mang vào bán cá thì nó có quan trọng không? Đúng không? Đấy, thì mình thấy là cái câu hỏi này thì cũng được rất là nhiều bạn hỏi mình. Ok, mình sẽ lên hẳn cho anh em một cái video ngày hôm nay để mình nói về cái vấn đề này nhá. Nói chung là anh em cái số vốn này thì mình nói thật với anh em là cũng không quan trọng mấy đâu. Anh em có nhiều thì anh em cầm nhiều, còn anh em có ít thì anh em sẽ cầm ít nhá. Nhưng mà một cái số tiền tối thiểu để anh em có thể vào bán cá ấy, thì mình nghĩ là sẽ tầm là 5 củ anh em ạ. 5 củ mình thấy là hợp lý. Còn nếu mà thấp hơn hay là nhiều hơn thì càng tốt rồi. Còn 5 củ thì mình thấy là biết hợp lý anh em ạ. Thấp hơn nữa thì mình thấy là cũng không ok mấy đâu. Hiện tại thì mình vẫn đang sử dụng cái phương pháp bán cá mà mình hay chia sẻ với anh em thôi. Đó chính là cái phương pháp bán cá set dam với cả nhảy cóc em ạ. Nó sẽ tối ưu cho anh em về sau. Đầu game thì anh em cứ tìm mấy con linh tinh mà bán thôi, để gọi là giữ tiền anh em ạ. Đấy, sau là cuối game thì anh em sẽ săn cá vàng cho mình liên tục, đảm bảo sẽ có tiền mang về nhá. Đấy, thì nó sẽ phù hợp với số tiền 5M đổ lên, cả 5M anh em ạ. Tại vì mới đầu nhá, anh em sẽ cầm tầm 1M, bán súng 10k này thôi. Cho mình sẽ bán chẳng hạn này. Sau đó, về phút thứ 4, phút 5 đổ lên ấy, thì anh em sẽ có thể lựa chọn là anh em sẽ tăng số tiền súng của mình lên. Sau đó anh em đi săn cá thôi. Lúc đấy thì cái tỷ lệ mà nổ cá của anh em sẽ rất là cao anh em ạ. Đấy là cái cách chơi của mình. Thì cũng phải có cái số 4 tầm 5M là ít anh em ạ. Còn ít hơn nữa thì mình cũng không chắc chắn mấy. Tại vì mình thấy là cầm ít quá thì nhiều khi cũng không lãi nhiều anh em ơi. Với cả không đủ vốn mà kiểu là anh em đang đen ấy, mà anh em set dam mà kiểu không ăn được cá lại thì chắc chắn là anh em sẽ lỗ đúng không? Lỗ thì ít hơn 5M thì mình thấy là cũng không trụ nổi được đâu. Đấy, nhiều khi nha mình bánh cá nhá, mình bắn súng 10k thôi, mình bắn 4-5 phút mà còn lỗ tận 5M anh em ạ. Đấy là cái lúc mình không ăn được cá. Đấy, còn mình không nói cái lúc mà anh em ăn được cá đâu. Nếu mà anh em mà ăn được sau 1 phút 4 phút đấy thì cái tỷ lệ về sau anh em ăn cá sẽ rất là cao. Với cả cái số 5M thì lâu lâu thì nó cũng gọi là rủi ro một chút, là anh em sẽ phải là gì nhỉ, bắn với con cá to này này xong là anh em sẽ vào nhiều đam ấy mà nó không ăn được. Đấy thì là anh em sẽ mất thêm tiền thôi, đúng không? Thì mình thấy là cái số 5M là hợp lý nhất rồi anh em ạ. Ít nhất là 5M, còn nhiều nhất thì càng nhiều càng tốt thôi. Ok, bây giờ thì mình có vẻ là hơi gọi là ngứa tay rồi đấy. Mình đang cho tiền mình cao cao một chút anh em ạ. Tí nữa có con cá vàng nào, ô đây. Ví dụ con này chẳng hạn này, con cá chép vàng luôn. Để mình thử luôn xem cái lúc mà mình nãy rồi mình set dam xem ok chưa. Để bắn anh em ạ. Hay là bắn cá luôn. Và con này của thằng kia, của mình anh em ạ, của mình luôn. Đấy, trở về điền ngay anh em ạ. Mình còn tưởng là kia ăn anh em ơi, không có cộng tiền. Thường thường bán cá cộng tiền luôn anh em ạ. Nhưng con này hơi bị delay cho nên là cũng hơi ảo ma. Rồi map này hiện tại chỉ có một mình bắn thôi. Và mình thấy là mình set dam cũng thương thương rồi đấy. Chưa phải ok lắm đâu, nhưng mà thôi kệ đi. Chắc là cứ bắn 50k một lúc đi, xem có giữ được cái số tiền này không. Giữ được thì ngon anh em ạ. Nếu anh em bảo mình rằng là nếu mà kiểu đang vào dây đỏ thì có nên tăng tiền bắn cá không á, thì mình cũng trả lời luôn là không nên nhá. Bắn một cái em trừ khi mà anh em đang sử dụng phương pháp của mình thôi. Còn nếu mà anh em bắn bình thường mà không sử dụng phương pháp mình mà tự nhiên ăn được một tơn cá kiểu nó đỏ ấy, thì mình nghĩ là anh em có thể nghỉ luôn. Khả năng từ sau là anh em sẽ không ăn con nào đâu. Mình thì mình bị cái kiểu này rất là nhiều lần rồi cho nên mình biết. Đấy, anh em cũng phải chú ý giúp mình nhá. Mấy cái kiểu này thì nó chắc chắn là sẽ gặp nhiều thôi. Đấy, ok. Tiếp một tơn này không? Tiếp một tơn luôn anh em ạ. Rồi, 96M luôn. Đẹp keng đúng không? Bây giờ thì mình sẽ giảm tiền anh em ạ. Rồi, một tơn cá mới luôn. Vừa khéo set xong tầm 3-4 phút tiền đam cá. Bây giờ thì nó quá là đẹp rồi, 96M. Kể bây giờ mình nghỉ thì mình vẫn có tiền lãi mình mang về thôi. Ui, map này map cá nhanh anh em ạ. Map này map cá nhanh. Thì là chắc chắn mình sẽ ăn được tầm 1 hoặc là 2 con nếu mà mình đỏ. Đấy là mình ý nói là mình bắn cá vàng này bạn, bắn cá chép vàng này này. Nếu mà đỏ thì sẽ ăn được 1-2 con trong cái map này luôn. Mình đang dò xem con nào kiểu là mềm mềm ấy, mình bắn luôn xem có được không. Ôi, cần quá anh em ạ. Thế là bắn với con mà nó trồi lên này nghe ngon hơn. Đấy em có thể thấy là nãy giờ là mình chưa ăn được con cá nào luôn. Ui. Hay à, không phải anh em ạ. Không phải không ăn được con cá nào mà mình bị ảo đam anh em ơi.
Mình đang vào đam cá nhưng mà nó không bị trừ tiền ấy, không bị trừ tiền cho nên là mình sẽ bị ảo đam anh em ạ. Thôi, một cái đơn tơn mới thôi. Ôi, ôi, lag quá anh em ạ. Không biết là game như nào đây mà lag này. Ôi. 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 Sao vậy anh em ơi? Khả năng cái quả này có vẻ là hơi ảo ma rồi anh em ạ. Nãy giờ là mình bị lag đây em ơi. Là cái con game 68 cái màn thì lâu lâu nó cũng lag lag vài quả gọi là quái âm như này em ạ. Vãi đài thật. Nếu mà mình được vào đam mấy cái tơn lúc nãy thì chắc mình sẽ ăn được một trong hai con thôi. À, một hoặc hai con thì em ạ. Một đống cá vàng như thế mà. Kiểu đất gì mình cũng phải bố tầm một hai con. Mà đen quá. Bị ảo đam phát đấy thì chịu thôi. Chứ biết sao rồi đúng không nhỉ? Ôi thằng kia ăn rồng luôn à. Ác liệt anh em ạ. Kinh ấy. Bắn súng 10k mà ăn rồng thì nói chung là cũng không được nhiều mấy. Chắc là triệu 2 triệu nhỉ. Lại bị ảo đam tiếp rồi. Chắc là mình sẽ nghỉ khoảng độ tầm 30 giây đi. Cho nó về lại đam anh em ạ. Chứ mà bắn như này thì không ổn đâu anh em ơi. Ui ôi. Đấy vào đam này. Không chết được con nào luôn. Nó mà chết được thì ngon quá anh em ạ. Ui. Ok bình tĩnh cái. Hiện tại nó có một con cá chép rồng vàng đây rồi. Bắn kiểu này cóc nhá. Không vào được đam anh em ơi. Đây này. Em thấy tiền á. Mình không trừ một đồng nào luôn. Thế hiện tại mình đang bị ấy rồi. Bị lò rồi. Chết dở anh em ơi. Đấy. Nãy giờ mình bắn cá. Nói chung là cũng xét cực kỳ là nhiều rồi. Nhưng mà nó lại không được. Đen nhờ. 95M. Thôi nói chung là nãy giờ mình bắn cá cũng sương sương lại lúc đó về tầm khoảng độ 10M rồi. Sau đó mới bị áo đam như này em ạ. Rồi ok. Trở lại rồi. Bắn rồng luôn. Trở lại là một con rồng đấy. Vẫn bắn kiểu nhảy cóc nhá. Vẫn bắn kiểu nhảy cóc cho mình. Tại vì là thằng kia nó vào đam kinh khủng khiếp như thế mà không nổ được cá. Không nổ được rồng em ạ. Rồi chết rồng nhưng mà của ông kia em ạ. Chắc là của ông kia rồi. Ông kia ông vào đam từ đầu đến cuối luôn. Mình gọi là mình cái hết cái ké thôi. Mà không được em ơi. Thôi kệ cho người ta ăn anh em ơi. Đấy con này mình ăn cũng được 600 này. Tiếp tục một con nữa này. Dây nữa không? Nổ ba con liên tục đúng không? Rồi hay quá anh em ơi. Nói chung là sau cái thời gian mà bị lag xong cái mình vào game mình bắn lại thì cũng nét căng nhưng mà. Ôi, rồi. Ok, rồi một con nữa. Sắp sửa đến 6, 9, 97 rồi. 96 rồi này. 96, 900 rồi. 97 chưa? 97. 97 cái nghỉ anh em ơi. 97 cái nào nghỉ nào. Rồi, ôi lâu quá. Đừng bảo là không lên được 97 nhá. Ôi, rồi. Nữa nào. Sắp được rồi anh em ạ. Hiện tại mà cái tơ này thì mình sẽ cố gắng mình cho lên tầm 97 củ nhá. Ôi trời ơi. Đèn quá anh em ơi. Nào. 97 được không nhỉ? Cho nó cho thằng tiền cái anh em ạ. Ôi trời ơi thằng gian rồng kìa. À cá sấu anh em ạ, cá sấu. Ác quá nhờ, không lên 97 rồi. Nào. Mình nói thật với anh em là mình đang cuống cuống rồi đấy. Ui. Cố lên 97 không em ơi. Trừ tiền liên tục này. Ui thôi. Khó quá nhỉ. Ok. Rồi. Chắc là nốt. Nốt cái tơ này nhá. Để xem là mình đen cỡ nào. Mình không được 1M nữa anh em ạ. Nãy giờ thật sự với nhau là mình cũng xét đam tương đối rồi đấy. Và nó cũng hết lag rồi. Ok. Thôi nhờ anh em ơi. Ui, quá là tiếc luôn. Hôm nay thì mình cầm từ 85 củ mình đánh lên 96 củ. Lãi mình 1M thôi nhá. Đó. Bởi cái bước bắn cá này thì mình sẽ chắc chắn với anh em là sẽ có lãi về sau anh em ạ. Rồi. Đến đây thì nói chung là cái video này cũng khá là dài rồi. Chắc là mình sẽ dừng cái video này ở đây thôi. Ok bye anh em. Hẹn gặp anh em ở video lần sau nhá.